Đàn, ngăn, đất, lỡ. Trong hình minh họa này, tôi sẽ giải thích những điều an toàn khi đào đất, phương pháp đào đất để chôn những đường ống thoát nước có phương pháp khi sông ngăn đất lỡ trước. Đây là một phương pháp mà khi đào đất làm ổn định để đất xung quanh không sụp đổ mà tiếp tục đào. Công nhân đào đất với một máy đào gầu ngược giống như hình minh họa. Đặt ván ngăn đất khi đào xong, ổn định mặt đất với một dàn ngăn đất lỡ, có một hàng rào để không ai đến gần máy xây dựng và không rơi vào hố đào. Nhưng xin đừng vào hàng rào. Công việc đào đất được thực hiện theo hướng dẫn của đội trưởng dựa trên kế hoạch làm việc. Điểm cần lưu ý để an toàn. Đội trưởng có được chỉ định trong công tác khai quật có độ sâu trên 2 mét. Có danh sách kiểm tra những vết nứt và đá rơi không? Có thi công theo đúng kế hoạch ngăn đất không? Đất đào có được đặt ở nơi an toàn không? Có đặt các ống ngang chống đất lỡ càng sớm càng tốt không? Đội trưởng có được chỉ định không? Có kiểm tra tình trạng của mặt đất trước khi bắt đầu công việc không? Khi người điều khiển rời khỏi ghế lái có tắt máy không? Có đào loang lổ không? Có sử dụng máy đào gầu ngược làm cần cầu không?